Trên đường chạy tiếp sức 4x100m nam, giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức năm 2024 vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Vua tốc độ Ngần Ngọc Nghĩa cùng đội hình chạy tiếp sức 4x100m nam Công an Nhân dân đã lập kỷ lục gây sốc. Ngần Ngọc Nghĩa nhận gậy sau cùng trong đội và màn nước rút nhanh như chớp của vua tốc độ đã giúp đội Công an Nhân dân cán đích đầu tiên với thông số 39:07. Đây thực sự là kỷ lục khó tin, dù kết quả tính dựa trên đồng hồ bấm tay. Kỷ lục quốc gia 4x100m tiếp sức nam tính trên đồng hồ điện tử hiện là 39:87 do đội hình các tuyển thủ quốc gia lập ở SEA Games 31 tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2022.